Sở Giao thông Vận tải đang làm chủ đầu tư các dự án giao thông quan trọng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Trong đó có một dự án quan trọng quốc gia ngành giao thông vận tải, hai dự án trọng điểm tỉnh, 14 dự án đang tổ chức thi công. Năm 2024, Sở Giao thông Vận tải được giao nguồn vốn kế hoạch gần 3.000 tỷ đồng. Tiến độ giải ngân đến hết tháng 9 được gần 1,7 nghìn tỷ đồng, đạt hơn 56% kế hoạch năm. Trong đó, giải ngân vốn ngân sách tỉnh được 1.260 tỷ đồng, đạt 78%. Giải ngân vốn ngân sách trung ương điều tiết về tỉnh được 400 tỷ đồng trên 1.326 tỷ đồng, đạt 30%. Một số công trình trọng điểm có tiến độ thi công và giải ngân nhanh là dự án tuyến đường Tân Phúc Võng Phan, giao đường tỉnh 378 được 470 tỷ đồng, dự án xây dựng đường bên giao quốc lộ 38B được 57 tỷ đồng, đều đạt 100% kế hoạch. Dự án thành phần 2.2 xây dựng đường song hành, đường đô thị địa phận tỉnh Hưng Yên được 220 tỷ trên 250 tỷ đồng, đạt 87% kế hoạch. Có được kết quả trên là do chủ đầu tư thường xuyên đôn đốc giám sát nhà thầu tập trung máy móc, nhân lực để thi công. Nhiều công trình công nhân đã thi công xuyên kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 2 tháng 9, cũng như trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Bên cạnh đó, các địa phương cũng làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, vận dụng linh hoạt các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, tạo đồng thuận trong nhân dân, sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.